Fanpage Miss Universe Việt Nam nhận bão phẫn nộ sau ồn ào tên gọi bị chê khi dùng hình ảnh có sẵn. Mới đây, người hâm mộ nhan sắc đã phải dậy sóng sau loạt ồn ào xoay quanh tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Cụ thể, theo thông báo được Miss Universe phát đi, tổ chức này cho rằng Unicorp không được phép sử dụng tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sau khi kết thúc hợp đồng bản quyền. Đáp lại thì phía Unicorp lại phủ nhận các tuyên bố này và khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện tất cả các biện pháp pháp lý liên quan để bảo vệ thương hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Vụ việc này ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của công chúng và các ý kiến trái chiều thì đã được đưa ra. Nhiều fan sắc đẹp đã thể hiện thái độ không đồng tình bằng cách nhấn nút phẫn nộ ở bài đăng mới của Miss Universe Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Bài đăng này dù mới được đăng tải thế nhưng đã phải nhận về hơn 1.000 lượt phẫn nộ. Không chỉ dừng lại ở đó, nhiều fan sắc đẹp còn phát hiện ra đội ngũ thiết kế của fanpage này đã thiếu sáng tạo và sử dụng hình ảnh có sẵn để làm ảnh bìa cho trang chủ.